Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Sáng là anh đi chợ, còn mấy em ở nhà mà như thế này nè. Là quả thật là đúng là tuyệt vời. Các em thật là ngoan. Đấy, anh có cái lời khen ngợi. Anh có cái lời khen ngợi cho mấy em. Đó, thấy chưa? Nó càng nói càng làm, thấy chưa? Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời quá chứ chị ơi. Người ta nói đuôi chó vui lắm mà. Vui lắm anh ơi, lòng em hân hoan như mùa xuân tươi vui chạy hồi. Đấy. Cái này là chồng biết ai luôn. 100% chồng không bao giờ chồng đoán sai. Cái người gây ra cái vụ án này bắt nguồn là chồng chắc chắn với mọi người. Bắt nguồn là từ con thỏ. Sáng khi đi chợ thì chồng nó bỏ lùng ở ngoài sân rồi. Lùng không bao giờ lên nha. Là không có cơ hội nhảy lên vạt của chồng. Cái này là cái hộp giấy từ trên vạt. Còn dạo gần đây mà một cái con mà nó hay lên vạt của chồng, rồi chui vô mền của chồng, nịnh nọt chồng nhiều nhất, mà hay cắn khóa, đó là con thỏ đó, đó 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 đó. Đây chồng chắc chắn đây là thủ phạm. Cắn xé mà mấy con này chỉ là hưởng ứng thôi. Thấy cái lúc kia chứ, lúc kia chưa bao giờ nhảy lên vạt, mấy con này không có lên. À đây cũng là cái nghi vấn nè, nhưng mà ít chắc chắn luôn, 80% là cái ông này. Quá quá vui. Ô sao vui quá sao là vui, nhà ta banh hết vui quá sao là vui.